Xin chào các bạn, chúng ta đã học khá nhiều thẻ làm việc văn bản trong HTML. Các bạn còn nhớ chúng không? Đừng quá lo lắng khi mà chúng ta không nhớ hết tất cả những cái thẻ đó, vì chúng ta chỉ cần nhớ HTML hỗ trợ những gì, từ đó chúng ta sẽ tra cứu tài liệu. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu các thẻ bổ sung hoặc mô tả thêm thông tin cho văn bản. Và chúng ta cũng sẽ kết thúc cái phần nghiên cứu về văn bản trong HTML. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về thẻ viết tắt. Các bạn thấy ví dụ ở đây chúng ta có tổ chức WHO, đó là Tổ chức Y tế Thế giới. Và trong các trang tài liệu thì người ta sẽ chỉ dùng từ WHO mà không có diễn giải chi tiết. Vậy thì làm sao user, các search engine hoặc là các hệ thống phân tích để biên dịch hiểu được đây là Tổ chức Y tế Thế giới? Và chúng ta có thẻ viết tắt, thẻ abbreviation. Khi dùng thẻ này, ta sẽ có cú pháp như sau. Bạn sẽ thấy khi browser hiển thị, nó vẫn không có gì khác biệt so với bình thường. Tuy nhiên, khi user rê chuột về phía chữ WHO, nó sẽ có một chú thích cho chữ, chính là nội dung trong thẻ abbreviation. Điều này có ý nghĩa với user. Không chỉ vậy, với các search engine như Google, Bing, thì thẻ này sẽ giúp cho các search engine này hiểu được chữ WHO là gì. Từ đó, nội dung trong trang web bạn sẽ rõ ràng, cũng như một ai đó tìm kiếm trên search engine mà nhập tên đầy đủ của tổ chức WHO, thì trang web của bạn sẽ có mặt trong kết quả tìm kiếm. Ngoài việc thêm thông tin cho từ viết tắt, HTML còn hỗ trợ cho chúng ta bổ sung thông tin cho các thuật ngữ. Ví dụ chúng ta có câu như sau. Trong câu trên thì chúng ta cần phải định nghĩa digital marketing là gì thông qua thẻ definition. Và đây là cú pháp của thẻ này. Khi trình duyệt hiển thị, ta cũng thấy cách nó thực hiện giống như xử lý viết tắt. Đó là hiển thị một tooltip khi ta rê chuột đến chữ Digital Marketing. Và cũng như thẻ Abbreviation, thì thẻ Definition cũng giúp cho các search engine hoặc các hệ thống khác nhận biết thông tin để thực hiện những xử lý phù hợp. Trong bài tập thực hành của chúng ta, các bạn có thấy một đường kẻ ngang ở mỗi mục nhỏ để ngăn cách cho rõ không? Để làm được điều đó, ta sẽ sử dụng thẻ HR, được viết tắt bởi từ Horizontal Rule. Và HR là một empty tag. Dù thể hiện trên trang web là giống nhau, nhưng có một sự khác nhau về cách sử dụng giữa HTML 4.01 và HTML 5. Với HTML 5, thẻ HR mang ý nghĩa dùng để phân cách các chủ đề. Còn với HTML 4.01 hoặc các version trở về trước, thì chỉ mang hình thức là đường kẻ ngang. Dễ hiểu thôi, vì HTML5 ra đời để phục vụ cho Semantic Web, nghĩa là website có ngữ nghĩa, nên mọi thẻ đều mang một ngữ nghĩa về nội dung, chứ không chỉ có hình thức hiển thị. Và một sự khác biệt nữa là mọi attribute trong HR sẽ không được chấp nhận ở HTML5. Ngược lại với HTML 4.01 thì thoải mái sử dụng với các ý nghĩa như sau. Tuy nhiên, ta dễ dàng thực hiện được các chức năng tương tự ở những attribute này cho HTML5 bằng cách sử dụng kỹ thuật CSS. Và đó cũng là khóa học ngay sau khóa học HTML này. Tới đây thì chúng ta đã hoàn thành xong các thẻ về văn bản trong HTML. Xin chúc mừng các bạn. Bây giờ thì chúng ta hãy xem bài tập thực hành của chúng ta để xem chúng ta sẽ sử dụng những thẻ nào nhé. Đầu tiên, chúng ta có 4 đường kẻ ngang để phân cách các chủ đề nhỏ. Vậy là chúng ta biết sẽ dùng thẻ gì rồi đúng không nào? Vâng, đó chính là thẻ HR. Tiếp theo, ta thấy rằng rê chuột đến chữ birthcake thì sẽ hiển thị tooltip là birthday cake. Đây chính là cách thể hiện bổ sung thông tin viết tắt mà ta có thể sử dụng thẻ abbreviation. Còn một nguyên liệu và một số hình ảnh thì chúng ta chưa thể làm được, mà hãy đợi vào 2 lesson sau nhé. Bây giờ, các bạn hãy xem qua toàn bộ bản nguồn để làm được bài tập này theo như những gì đã học nhé. Với đề mục hướng dẫn làm bánh kem, ta sẽ sử dụng thẻ H1 vì nó là tiêu đề lớn nhất. Để cho tiêu đề này có thể nằm ở giữa trang,
ta đặt nó trong thẻ Center theo như đoạn mã này. Kế đó, ta có đề mục nhỏ hơn là giới thiệu. Ta sẽ sử dụng thẻ H2 và để có đường kẻ ngang thì ta sẽ sử dụng thẻ HR. Tiếp theo, ta có một đoạn thơ về bánh kem. Cách thực hiện tốt nhất là ta sẽ sử dụng thẻ Pre và ngay trong mã nguồn HTML, ta định dạng cho đoạn thơ này theo cách ta muốn nó hiển thị trong trình duyệt. Nhìn đoạn mã này, bạn hiểu ngay trình duyệt sẽ gạch dưới chữ tác giả và in đậm chữ Quang Dương đúng không? Các bạn có thắc mắc tại sao ta không đặt toàn bộ thẻ Pre này vào trong thẻ P không? Nếu các bạn đặt như vậy, khi kiểm tra trong website validator của W3C, các bạn sẽ nhận lấy một lỗi. Vì theo chuẩn của W3C, thẻ P chỉ có thể chứa tag node, chính là những ký tự, và có thêm một vài thẻ như span, bold, italic, underline, nói chung là thẻ định dạng văn bản. Còn với thẻ Pre, nó có chức năng giống như một thẻ P, chỉ có khác một chỗ là nó giữ các khoảng trắng và ký tự xuống dòng trong mã nguồn HTML để hiển thị đúng như trong mã nguồn ta định dạng. Vì vậy, thẻ P không thể lồng trong nó là một thẻ Pre và ngược lại cũng vậy. Khi tiếp cận với HTML5, người ta sẽ tập trung vào ngữ nghĩa vì đó là xu hướng thời đại của website. Chúng ta nên làm quen với việc này ngay từ khóa học căn bản này. Và các bạn hãy yên tâm, chúng tôi đã thiết kế một khóa học dành riêng để bàn về chuyện ngữ nghĩa cho website. Chúng ta sẽ đào sâu về cách sử dụng các thẻ sao cho hợp lý nhất và đúng chuẩn W3C. Thế mới gọi là chuyên nghiệp chứ. Tiếp tục, ta sẽ có mã nguồn cho đoạn văn thứ hai đơn giản như sau. Ở đây, chúng ta thấy có sử dụng thẻ abbreviation để mô tả từ viết tắt là birthcake. Đoạn thứ ba, ta sẽ có mã nguồn như thế này. Bạn lại thấy thẻ block code. Tôi không lồng vào trong thẻ P được với lý do gần tương tự như trường hợp thẻ Pre. Tôi đang dùng từ gần tương tự vì thẻ block code có thể chứa trong nó thẻ P, trong khi thẻ Pre thì không. Những kiến thức đó chúng ta sẽ nói trong khóa học về web ngữ nghĩa các bạn nhé. Kế tiếp, ta có đề mục nguyên liệu. Ta sẽ dùng thẻ H2 và HR để tạo đường kẻ. Nội dung trong đề mục này, ta phải dùng thẻ list mà trong bài học này chúng ta chưa được đề cập. Nên ta sẽ bỏ qua nội dung trong đề mục này để tới đề mục cách làm. Đoạn paragraph trong đề mục này thì rất đơn giản. Ta dùng các thẻ BR để ngắt dòng. Và đề mục một số hình ảnh thì ta cũng sẽ để bài học HTML image hướng dẫn ta thực hiện. Một lần nữa xin nhắc lại, tất cả những định dạng trong tài liệu HTML này như xuống dòng, các khoảng trắng dư thừa đều không có ý nghĩa khi browser hiển thị, chỉ trừ nội dung trong thẻ Pre. Mục đích ta định dạng trong mã nguồn như vậy cho ta dễ nhìn và ta cũng cần tập thói quen tốt này để có thể làm việc với những lập trình viên khác. Một điều lưu ý mà đang muốn nhắc nhở các bạn đó là khi mà các bạn thực hiện kiểm tra website của mình trên W3C Validator thì các bạn sẽ nhận lấy một lỗi. Lỗi này là do các bạn sử dụng thẻ Center để canh giữa câu hướng dẫn làm bánh kem. Bởi vì HTML file khuyến khích chúng ta không sử dụng thẻ này nữa. Nhưng mà trong khóa học này thì chúng ta nên biết và cũng nhớ những thẻ nào không nên sử dụng trong HTML file. Chúng tôi sẽ nhắc nhở các bạn điều này rất nhiều lần trong khóa học này. Các bạn hãy tự tay viết lại mã nguồn HTML này nhé. Bởi vì nó sẽ giúp các bạn ôn lại kiến thức đã được học. Và sau khi làm xong thì các bạn có thể tải mã nguồn mà chúng tôi đăng trong video này và so sánh thêm kết quả thế nào. Bên cạnh đó các bạn cũng để ý xem phần ebook của video này bởi vì nó sẽ giúp các bạn tóm lược lại những kiến thức đã được học và sẽ cung cấp thêm những thông tin rất hữu ích. Chúng ta kết thúc bài học về paragraph ở đây và bài học tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về list hay còn gọi là danh sách. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.